Ok, xin chào mọi người. Trên tay mình đây đang là một chiếc V860 đời 2 for ly công nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chụp ở cái chế độ mà gắn trên máy ảnh nó lỗ. Còn cái chế độ mà gắn là trên nhà thì hôm trước mình đã có một clip rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cắm thẳng chiếc đèn này lên thân máy và chụp. Ok, ở đây là chiếc Nikon D750. Thì thật ra thì cái đèn này gắn vào máy nào cũng được. Ví dụ như đèn của Canon ấy thì ở cái chỗ dưới cuối này nó có sẽ chữ C. Còn nếu mà của Nikon ấy thì nó có sẽ có chữ chữ N. Còn nếu mà của Sony nó có sẽ có chữ S ở đây. Nếu mà của Fuji thì nó có sẽ chữ F. Mỗi một cái đèn là sẽ có từng mã riêng. Rồi, thì trước hết thì chúng ta sẽ phải bật đèn lên. Ở đây mình bật sẵn rồi anh em, chỉ cần ở đây cho mình một cái thôi. Thì ở đây đang là một chế độ để chúng ta có thể, đây là chế độ M. Đây là cái chế độ mà chúng ta gắn ra trên đèn là nó sẽ lổ luôn. Anh em chụp cái nào ăn phải đó. Đây nhá, anh em để ý cho mình luôn chế độ đây. Anh em chuyển chế độ khác thì anh em ấn phần mod này cho mình này. Phần mod này, GPT này. Còn đây là cái này là chụp tự động anh em nhá. Cái chế độ này chế độ chụp tự động. Anh em nào mà muốn chụp tự động mà không muốn sờ vào nó, không sờ vào đèn hay không cần tinh chỉnh nhiều thì anh em ấn vào chế độ ITTL này cho mình nhá. Còn bình thường ấy, đa số là mình dùng M nhiều thôi anh em ạ. Chứ thật ra thì bản thân mình cũng sẽ không dùng các cái chế độ khác. Mình chỉ dùng M. Và cái phím phòng tròn này sẽ có chức năng là chúng ta sẽ chỉnh cái tốc độ của đèn. Cái trừ hết cỡ của đèn là 128, 1/128. Còn mạnh công suất mạnh nhất của đèn là 1/1. Thì anh em cứ xoay cái vòng tròn này cho mình thôi là được. Không cần phải làm cái gì khác. Còn bình thường đang ở chế độ mà chúng ta đang ở chế độ chụp ăn nhại đi, ăn nhại ngoài trời, thì chế độ ví dụ như chế độ ITTL này chẳng hạn, thì anh em đang muốn cho anh em chuyển sang cái chế độ mà chúng ta như chế độ M vừa rồi để chúng ta gắn trên máy để có thể chụp được ấy, thì anh em chuyển vào chế độ ITTL này cho em nhé. Sau anh em bấm vào chữ mod này cho mình, sẽ chuyển về chế độ M. Anh em có thể nhìn thấy đây đó, chỉ như vậy thôi là chúng ta sẽ gắn thử vào máy. Ok, mình sẽ gắn thử vào máy cho anh em xem. Ở tiếp tục thì mình sẽ bắt đầu gắn cái chân đèn của ly công với trên thân máy. Anh em có thể gắn, mình gắn vào đây. Và chúng ta nhớ cái khóa xoay này vào. Đó. Mình sẽ chụp bất kỳ một cái vật thể gì chẳng hạn. Đây, mình sẽ chụp một chiếc lắp len. Đây, mình có một chiếc lắp len của Sony. Đó, mình sẽ đặt ra đây mình chụp. Mình bật live view thì mình chụp luôn cho anh em xem nhá. Anh em bật vào live view rồi. Đó. Đây anh em có thể nhìn thấy luôn. Đèn mình sẽ chúc lên trần tại vì là mình đánh hoặc là quay lại đằng sau này để cho anh em nhìn thấy. Đó. Mình sẽ kéo cái phần, khi mà đi chụp chúng ta kéo cái phần nắp của nó ra để cho ánh sáng nó đi thẳng. Rồi mình sẽ chụp thử một chiếc lens Sony. Đó, như vậy là đã ăn đèn nha anh em nhá. Anh em cứ để ý cho mình nhá, anh em mình sẽ cho anh em nhìn lại cái phần đánh đèn đây một chút xíu nữa. Đó là ở đây nó có chữ M này. Và tốc độ là 1/16 và bù trừ EV là cộng 0,3. Và nó ăn tốc độ cao luôn anh em nhé. Cái đèn này ấy, anh em gắn ở trên máy cũng ăn tốc độ cao. Đây là đang là khẩu F2.8 thì đây là đang là F2.0, mình xin lỗi. Và đang là cái tiêu cự thì mình không cần quan tâm nó, nhưng mà đèn này ăn tốc độ cao nhá. Ở đây mình có thể để tốc lên. Đây mình sẽ cho anh em xem. Tốc mình để lên 1000 hoặc là 4000 luôn đi, chơi kịch luôn đi. Nhưng mà đèn này vẫn ăn, mình sẽ đánh thẳng vào cái vật thể mà được chụp kia. 4000 với khẩu F2.8, mình sẽ đo sáng được thử lại một lần nữa. Mình sẽ đánh thẳng vào cái chiếc lắp ống kính cho anh em cùng xem luôn. Đấy, 4000 vẫn ăn được nha anh em nhá. 4000 ở trên máy vẫn ăn được. Trong máy không hề bị một phần sáng một phần tối một chút nào hết. Cái đèn này nó hơi bị tối, mình sẽ cho cái ánh sáng nó cao hơn một chút, thì anh em xoay cái chiều cùng chiều với kim đồng hồ cho mình. Mình sẽ để 4, 1/4. Và chúng ta sẽ tiếp tục chụp. Đó, thì cái ánh sáng đèn nó mạnh hơn một chút xíu rồi, anh em có thể nhìn thấy ạ. Và cái tốc độ ở trên máy, tốc độ trên máy đây mình cho anh em xem là nó đang là 4000 luôn. Anh em có thể nhìn thấy là 4000 này, đó. Rồi, ok. Nó rất là đơn giản anh em ạ. Chỉ cần chúng ta chuyển cái chế độ đầu tiên ấy thì đang ở chế độ chụp tốc độ cao nó như vậy. Bất kỳ ở chế độ nào thì anh em sẽ chuyển vần về chế độ ITTL vào cái trên đèn nó báo màu xanh như này cho mình nhá. Và anh em ấn vào phím mod để chuyển sang chế độ M để chúng ta chụp chỉnh tay. Còn nếu mà không muốn thì anh em ấn vào chế độ ITTL cho mình để chụp tự động luôn. Ở đây mình đang để là 4000 nha, mình sẽ chụp thử tự động một cái.
Đây là 4.000 khẩu 2.8, mình sẽ cho khẩu nó xuống khoảng 2.2 đi. Hoặc 2.0 cũng được. Đây là tốc độ 4.000. Khẩu độ 2.0 và ISO đang là 400. Và mình sẽ chụp cái lắp này bằng, vẫn bằng đèn luôn anh em nhá. Và vẫn là 1:4. À đâu, cái này mình chụp bằng tự động luôn, không phải là chụp bằng chỉ tay nữa. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là nó vẫn đánh cho chúng ta rất là ok. Anh em có thể nhìn thấy không ạ? Rồi. Ok. Rồi xong, vậy là như vậy mình vừa mới hướng dẫn các anh em chụp cái ảnh chúng ta sẽ chụp cái ảnh này với trên cái đèn này với trên máy và chế độ là chế độ chỉnh tay, thì mình chủ yếu chỉ sử dụng chế độ M thôi. Ok, anh em nhớ subscribe ủng hộ cho mình nha. Xin chào mọi người.